Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi. Mã chữ U các bác nha, gồm 9 cây máy cưa. Thì đầu tiên có Makita này, tay cụt tay dài Tanaka, dòng đứng Tanaka, Echo, Shinawa, Thụy Điển. Đó, Shinawa, Makita, hai cây cực kỳ là VIP luôn các bác nhá. Đầu tiên bác nào mà xem video thì nhớ xin like này, đăng ký kênh và bật thông báo. Hoặc là 0862 567 716 bác nhá. Cứ liên kết sử dụng và Zalo. Bên em thì bán ship hàng toàn quốc nên bác được kiểm tra hàng, test hàng thoải mái, bảo hành nòng điện bơm nhớt cho bác là 9 tháng nhá. Sản phẩm bác mua cưa sẽ gồm là rua tip và tô vít này, đó ba món theo kèm. Đó, lô chữ U cực kỳ là nhiều máy đẹp luôn các bác nhá. Thì đầu tiên cây U1 trước thì em có một cây hàng của Makita. Đó, mã con này là Makita MDE3435 các bác nhá. Đó, 3435 này. Con này công suất là 35cc, Make in Germany. Con này là hàng của Đức. Đó, con này thì một dòng Makita nòng đứng bản đời 4 số. Cây này thì gặp là chế độ là van xả áp. Đó, có chức năng các bác ấn vào đây các bác giật lên rất là nhẹ nhàng các bác nhé. Cây này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 35-40 xích trung 91. Đó, lam một cái chữ Makita các bác nhá. Lam tin theo máy. Cây này thì thích hợp được trang bị là lốc nhôm này các bác nhìn này. Bồ trắng tươi luôn, hàm rồng đủ nguyên các bác nhé. Cái dòng Makita này chứ cắt củi gia đình, các bác đi cắt những gỗ vành đường kính con này rơi vào tầm 35-40 đổ lại. Đặc biệt Makita thì chạy rất là bền, máy lợi xăng. Đó, hàng của Đức. Đó, hàng của Đức thì rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng như là Estin này, Sechdoman các thứ. Đó, nhưng mà cái dòng Makita này chạy thì cực kỳ là bền luôn nhá. Nói về phụ tùng bên em thì phụ tùng con này rất là nhiều luôn. Đó, chuyên hệ. Đó, con này giá rất là rẻ. Thích hợp là mình kinh tế hạn hẹp, cần con máy nòng đứng cắt ngon, cắt kiếm tiền cũng rất là thoải mái bác nhá. Máy thích hợp là bơm năng phụ. Đó. Cái này giá là 1.700.000 bao ship. Đó, ốc áng nguyên zin nguyên bản hết này. Đó, lắp xăng lắp nhớt đầy đủ hết cho bác nhá. Đó, test nổ bác nghe tiếng máy này. 1.700.000 bao ship. Đó. Rất là êm. Đó, bác nào mà kinh tế nẹp có thể tham khảo cây U1 này. Đó, 1.700.000 bao ship toàn quốc, Makita giá rẻ, cắt cực kỳ là ngon luôn các bác nhé. Tiếp theo cây số 2 thì em có một cây hàng của Tanaka. Con này là Tanaka Bowermet 330B. Con này công suất là 33cc, lam bản dài mặt cắt là 35 xích, cả chạy xích chung 91 các bác nhé. Làm Tanaka. Con này thì dòng trọng lượng của dòng tay cụt này rơi vào khoảng 4,2kg. Cây này thì thắng trước hoạt động bình thường. Đó, bơm sang phụ các thứ đầy đủ. Đó, cái dòng tay dài này thì bác nào mà cắt leo trèo tỉa cành, các bác làm những câu ở trên cao bác nhá. Đặc biệt dòng Tanaka này chạy cực kỳ lợi xăng luôn. Đó, ai thì sử dụng được, bác nào mà chưa sử dụng cưa bao giờ hoặc mới lần đầu sử dụng nếu tham khảo dòng này, hoặc là đi cắt đi gỗ nhá, cắt củi gia đình nấu rượu. Đó, gỗ banh là tầm 35-40. Đó, Tanaka, riêng dòng Tanaka chạy cực kỳ lợi xăng luôn các bác nhá. Đằng trước là lắp xăng để chạy máy này, lắp xăng hóa nhớt, đằng sau lắp nhớt nuôi lam. Đó, hàng nguyên bản của đời Tanaka cực kỳ là VIP luôn. Bác nào mà có cái này có cả tăng chỉnh nhớt trên này luôn các bác nhá. Nhiều ít tùy lượng các bác chỉnh thôi. Đó, máy móc liền là tháng hoạt động bình thường. Riêng dòng Tanaka này nó sử dụng rùa rất là cao. Đó, cái thứ hai các bác cầm một tay là hai tay này, di chuyển rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Đó, ai thì sử dụng được. Cái U3, U2 giá là 1.900.000 bao ship, test đổ bác nghe tiếng máy này. Giá là 1.900.000 bao ship, bác nhìn thấy công tắc đầy đủ hết cho bác nhé. Đó, giá rất là rẻ luôn. Tiếp theo cây U3 thì một cây hệ tay dài VIP hơn. Con này là Tanaka bản ESK 3359 bản đời 4 số bác nhé. Con này công suất là 33cc, Made in Japan. Đó, cây này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 35-40 xích trung 91, có luôn tăng xiên trên lam. Làm Tanaka bác nhá. Đó, Tanaka làm zin theo máy luôn, bơm sang phụ các thứ đầy đủ. Bản này là bản con này giật thì bác giật lên rất là nhạy nổ luôn các bác nhá. Đó, cái này là ốc áng này còn nguyên lớp sơn 7 màu rất là đẹp. Trọng lượng rơi vào khoảng 4,2kg. Đó, cái dòng này thì cánh chị em phụ nữ sử dụng rất là nhiều, cắt củi gia đình, cắt loanh quanh vườn nhà. Đó, các bác cũng biết rồi đấy, Tanaka chạy cực kỳ lợi xăng luôn các bác nhá. Trọng lượng rơi vào khoảng 4,2kg, hàng nguyên zin nguyên bản của đời Tanaka. Đó, con này sử dụng tua rất là cao. Đó, bác cắt tầm 35-30. Đó, hoặc là cái dòng này thì cắt dưới đất sẽ hợp lý hơn một chút các bác nhá. Đó, cắt leo trèo rất ok. Đó, nhẹ nhàng, di chuyển vận hành, hàng nguyên zin hết. Cây này rất là đẹp. Đó, Tanaka. Đó, 2.100.000 bao ship. Cái U3, test của bác nghe tiếng máy này.
nạp sim. Đó, bác nghe tiếng tua rất là cao bác nhé. Đó, nguyên lớp sơn 7 màu cực kỳ là đẹp luôn này. Rồi tiếp theo cây số 4 thì em có một cây hàng của Tanaka, cây này là hệ lòng đứng các bác nhé. Con này là mã của nó là Tanaka TCS33EB. Con này công suất là 33cc, lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40 xích trung 91, lam da ca, lam zin theo mạch này, hai ốc giữ lam bác nhá. Cái này thắng tiếp hoạt động bình thường. Cái này trọng lượng đâu khoảng 4,8 kg. Còn ngày bác nào mới lần đầu sử dụng cưa hoặc là chưa sử dụng bao giờ, cây này thì giá là 2 triệu đó, được trang bị là bô giảm thanh các bác nhá. Đó, bô trắng tươi luôn này, hàm rồng còn đủ nguyên, làm tà ca, làm zin theo máy. Đó, cắt bác cắt củi gia đình các thứ hoặc là đi cắt gỗ quế keo mỡ tỉa cành tỉa cối gì các bác nhá. Đó, đặc biệt tại là cà với chạy lợn sang, cái này là hệ lòng đứng nên là tua rất là cao. Đó, trọng lượng nhẹ nhàng, hàng nguyên các bạn, máy móc thì full chức năng các bác nhá, nguyên zin hết. Đó, full chức năng, tem mác số CG này. Đó, ZN90837. Đó, bác nhận máy kiểm tra số CD của nó đây bác nhá. Đó, cây U4 giá là 2 triệu bao ship, test của bác nghe tiếng máy này. Đây là trắng tươi luôn. Sẽ đổ nhớt và test lại kiểm tra một lần nữa cho bác luôn, tại vì giờ mà đổ thì rất là dơ nền bẩn máy, nó nhìn là mất là thẩm mỹ các bác nhé. Cái U4 giá là 2 triệu bao ship. Tiếp theo cây số 5 thì em có một hàng của Echo, con này là Echo 4001 bản đời 4 số, con này công suất là 40cc, chứ mình đi phá rừng khai thác cắt thuê cắt mướn. Đó, con này tất cả đều bằng hợp kim nhôm bác nhé, hệ nồi đồng cối đá, nồi đồng cối đá, lai bản dài mặt cắt là 40 lam 45, xích là xích chân 325, đó nam Latin. Đó, bên em đã lên một sợi xích mới cho nó rồi các bác nhé. Đó, cái ốp áng bằng hợp kim này thì sẽ không thể tránh cỏi xây xước, để bù vào con máy nhìn nó nhìn được đẹp tuyệt đối. Em lên một sợi xích mới cho bác nhé. Cây được trang bị là lốc nhôm, hàm rồng còn đủ nguyên, trọng lượng máy rơi vào khoảng 5,5 kg. Bác nào mà đi cắt thuê cắt mướn hoặc đi cắt công trình cắt phân đoạn, bác nào mà làm những công việc trong thời gian dài cắt liên tục khoảng là tầm 8-9-10 tiếng một ngày, riêng dòng Echo này các bác nhé sử dụng rất là bền, tiết kiệm nguyên liệu, máy nóng thì rất là nhạy nổ luôn cho bác nhé. Đó, bác đi cắt tầm 100-120 sử dụng dòng này cực kỳ là hiệu quả luôn. Cái U5 giá là 2.300.000 bao ship, hệ nồi đồng cối đá Echo 4001, test nổ bác nghe tiếng máy này. Bác nào mà đi cắt liên tục là 11 12 tiếng một ngày. U5 giá là 2.300.000. Tiếp theo cái U6 thì em có một cái hàng của Shinawa, con này là E300S, đó thương hiệu số 1 hàng Nhật Bản luôn bác nhá. Con này hàng đẹp thiếu thùng như mới luôn. Đó, tem mác số CD của nó các bác này. Con này được trang bị lốc nhôm bác nhá. Lam bản dài mặt cắt là 30. Đó, lam 35 xích là chạy xích lam 40 mặt cắt 35 bác nhá. Xích là chạy xích chung 91, lam Shinawa, lam zin theo mạch. Cái này trọng lượng khoảng 5 kg. Và cắt củi sưu tầm, hoặc nào thích làm cái hàng thiếu thùng thì bác tham khảo với bác nhá. Cái này hàng như chưa xài luôn, hai ốc giữ lam, ốc áng 7 màu, bản đời S này đời trang bị là trục tật trợ lực lớn này. Các bác đi cắt tầm 35-40 thoải mái luôn, lốc nhôm các thứ nhá, bô đen nhá, hàng nguyên bản của Shinawa. Dòng này thì anh em mình thấy rất là thích nhá, dòng này bác nào cắt gia đình thôi, đó cắt gia đình hoặc là đi cắt tỉa cành tỉa quế thoải mái luôn. Shinawa tua cao chạy lợn xăng, ốc á còn nguyên lớp sơn này. Cái này em bao đẹp bác là trên 90% luôn các bác nhá. Đó, 95% luôn. Đó, Shinawa một hệ thương hiệu số 1 hàng là Nhật Bản luôn. U6 giá là 2.500.000, bao ship tiết độ bác nghe tiếng máy này. Bác nhìn dây giật từ giặc này trắng tươi luôn. Bao ship chỉnh ganti này, đó hàng nguyên dinh nguyên bản của Shinawa 2.500.000. Tiếp theo cây số 7 thì em có một cây hàng của Thụy Điển, con này là U136, con này công suất là 36cc,
Lát bản dài mặt cắt là 355 40, xích là xích chân 325 bác nhá, hai ốc dưới nam. Cái này thắng thiết hoạt động bình thường. Đó, cái này trước mình đi phá rừng khai thác hoặc bác nào đi cắt gỗ tầm trung bác nhá. Dòng Thụy Điển thì chạy cực kỳ lợi xăng rồi, tua cao. Đó, nhà bác nào có máy 353 hoặc là 365 máy lớn rồi, bác cần thích hợp một con máy cắt tầm trung, cầm đi cầm lại nhẹ nhàng. Cái này trọng lượng khoảng 5 kg bác nhá. Cắt bưởi biết, cắt khu vườn thoải mái luôn. Bác nào mà đi cắt thuê cắt mướn cũng rất là ok. Xích 325 này, xích zin theo máy như mới luôn các bác nhá. Em bao đẹp, sợi xích này máy nhà được tầm 95% luôn. Đó, hàng nguyên như bản của dòng Thụy Điển luôn các bác nhá. Đó, lắp xăng, cái chờ lắp nhớt này các bác này. Thay U7 cái này giá là 2.600.000, bao ship, máy móc full chức năng, nhảy nổ tua cao. Đó, chạy cực kỳ là bền các bác nhá. Giá là 2.600.000, bao ship. Theo cây số 8 thì em có một cái hàng của Sinowa. Cái này là mã của nó là Sinowa E1145 các bác nhá, bản S luôn này. Con này công suất là 45cc. Đó, con này bác nào mà không quan trọng về bề ngoài thì tham khảo cái này. Hơi hám con này em bao đẹp, bác là còn nguyên vân ngang luôn các bác nhá. 45cc, đó cực kỳ là khỏe luôn. Sinowa con này là hệ máy lớn, làm bản dài mặt cắt là 40 lam 50, mặt cắt là 45, xích là chạy xích chân 325, làm lối trợ lực các bác nhá, làm zin theo máy luôn ạ, hai ốc Việt Nam. Cái này nhìn vẻ ngoài nó không được đẹp tuyệt đối các bác nhá, nhưng mà hơi hái bên trong cực kỳ đẹp luôn. Cái này được trang bị lốc nhôm hàm rồng. Đó, cái này thì thắng thiết hoạt động bình thường. Cái dòng này cho mình đi phá rừng khai thác cắt thuê cắt mướn. Đó, con này thì ngoại hình nó được tầm chắc phải tầm 7 nút rồi các bác nhá, nhưng mà hơi hái bên trong cực kỳ đẹp luôn. Trọng lượng cây này rơi vào khoảng tầm 5.5 kg. Cái này thích hợp là trục giật trợ lực lớn. Cái dòng này thì bác cứ kéo nhẹ nên là nổ quá nhá, độ nổ của nó cực kỳ là cao. Bác nào đi cắt tầm 100-120, cái dòng này thì anh em miền Tây rất là thích. Bác nào giá thử con máy đi xẻ xiếc mua banh con này tầm 35-40 thoải mái luôn. Đó, chạy cực kỳ lại sang luôn các bác nhá. Đó, test nổ bác anh dòng dòng xin qua đời cao này các bác này, 1145S đó. Giá là 2.900.000, bao ship. Đó, Sinowa hệ máy cắt tầm chuyên nghiệp khai thác. Tiếp theo cây cuối cùng thì em một cây hàng của Makita. Con này là hàng Makita hệ nòng đứng bác nhá, mã của nó là Makita đây, Makita MDE 4445 các bác nhá. Đó, 4345, con này công suất là 43cc. Đó, trọng lượng 5.5 kg. Đó, tem mã số gì đó con này. Đó, cây Makita cái này là hàng của Đức. Đó, cái này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 40 lam 45, xích là chạy xích chân 325. Con này được trang bị là lam Makita bác nhá, lam zin theo máy, hai ốc chữ lam. Cây này thì thích hợp là van xả áp này các bác này, dẫn rất là nhẹ nhàng luôn. Makita nó đóng luôn tem đây bác nhá, tem Makita này. Cây này được trang bị là lốc nhôm màu trắng tươi, hàm dầu còn đủ nguyên. Dòng này thì chưa mình đi khai thác phá rừng cắt thuê con bữa đồng đi xẻ chiếc thoải mái luôn bác nhá. Dường dòng Makita chạy cực kỳ lợi xăng. Con này ốc áng hàng nguyên zin nguyên bản hết của ốc áng Hoa Thị này, giống tuét các bác nhá. Van xả áp cái này trọng lượng 5.5 kg. Đó, cắt tầm 140-150 thoải mái luôn. Và đi kiếm tiền các bác nhá, sử dụng dòng này Makita rất là hiệu quả, chạy cực kỳ lợi xăng luôn. Hai ốc chữ lam, lam Makita. Cái khu 9 giá là 3.100.000, bao ship bác nhá. Test nổ bác nghe tiếng máy này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.